thấy được 3-3 rồi. Dí một người 3-3 và 3-3 có lẽ sẽ bốc hơi một tí lúc này mà thôi, anh ta tiếp tục bị dí vào. Back câu được sử dụng, nó chả trúng vào ai cả. Và bây giờ thì một cái back câu nó rất dở hơi đến từ Tài Gà ở đây. Cái tham minh của anh ta là quá chậm, ném giáo kết liễu được một mạng và găm được thêm một mạng vào tường nữa. Sẽ có stun để quét kinh ở đây mà thôi, và ngay lập tức Enigma sẽ là người chết trụ ăn.